Vô được rồi đừng khó chuyện với nhau. Ủa lỡ mà không phải là có ba đứa mà bốn đứa thì phải trên hai dưới hai không? Thì bốn đứa thì trên hai dưới hai, một đứa này, một đứa này chứ. Giờ đứa nãy đòi lên đứa kia chơi, nên nào cũng chơi chơi cộng đồng chứ. Ui đi xuống đi, đi xuống đi. Cậu nào đi dưới mà. Ui ba mẹ, ba thì đó muốn đi. Cứ đi đâu đi đi, thằng Lan tính. Ba mẹ nó. Mấy con? Hai giờ sáng nằm dưới lên. Hai giờ sáng. Bây giờ không ngủ dưới mẹ rồi đâu. Trời ơi. Đẹp không con? Đẹp. Thấy này có hoa tươi nữa này, thấy không? Cái bồn này có hoa vàng đẹp chưa? Đó, có toilet này, có cái cân nữa nè. Trời. Đó. Mấy bữa nay đi mấy ngày luôn là mới được ở một cái sạn xịn. Ừ. Đẹp ha. Hai phòng này, một phòng tắm, một phòng toilet riêng luôn nè. Quá là xịn luôn. Đỉnh. Ở đây còn có gì?